Chào mọi người quay lại với channel của mình. Hôm nay thì cũng như mọi khi ha, mình sẽ vẽ tiếp chủ đề về hoa hướng dương. Nhưng mà nếu mọi người để ý kỹ thì mỗi cái bài mình nó nâng cái độ khó dần lên á. Ví dụ như bài đầu tiên thì mình sẽ vẽ một hoa, rồi cái bài thứ hai thì mình sẽ vẽ thêm ba, và hôm nay thì mình sẽ vẽ nhiều hơn ha. Thì anh giới thiệu chứ hôm nay khi vẽ rất là nhiều mà mình quên nói mọi người về cái giấy mình vẽ nha. Tại vì đặc điểm khi vẽ màu nước á mọi người, cái giấy vẽ nó khá là quan trọng để làm cho cái bài mình nó đẹp hơn. Thì cái giấy á, ở đây thì mình xài cái giấy bao hồng hot ha. Thì đặc điểm của cái giấy bao hồng hot á là cái vân rất là mịn, và khi mình vẽ thì các cái họa sắc là các cái màu á nó loang vào nhau nhìn rất là mượt. Nhưng mà nó có cái hạn chế khi vẽ là khi mà mình vẽ mình muốn chồng màu lên, tức là những màu đậm mình vẽ lên thì nó, nếu mình vẽ nhiều lớp quá thì nó sẽ không ăn màu, và nó sẽ cảm giác là cái brush cọ mình vẽ lên nó sẽ không đẹp bằng cái bao hồng mình khâu ha. Cho nên khi vẽ mình nên lựa chọn cái dòng giấy nào mà phù hợp với mình để mình vẽ cái bài cho nó đẹp ha. Thì ở đây, ở cái bài này thì mình sẽ vẽ cái cũng như cái bài cho hoa hướng dương trước, là mình vẽ cái kỹ thuật ướt trên ướt để mình tạo cái họa sắc cũng như là cái loang màu của bức tranh. Và ở bức tranh này thì nó khó hơn bức tranh trước, đó là mình sẽ vẽ nền luôn nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ phun một lớp nước nhẹ lên hết cái mặt giấy, và sau đó mình sẽ loang một lớp màu, tại đặc điểm của hoa hướng dương màu vàng thì để cho bức tranh mình nó có cảm giác là nó hơi có cái nắng vàng, thì mình đầu tiên mình phủ một lớp màu vàng. Thì cái lớp vàng này nó sẽ len vào cái nền chút xíu, cái cảm giác là nó có ánh sáng nó len vào cái nền nó sẽ đẹp hơn. Cái vàng thì mình sẽ lấy vàng cam nha, vàng cam pha nhạt ra, mình đi một lớp nhẹ, rồi sau đó mình sẽ tăng dần lên. Thì ở đây thì mình khá ít dùng màu xanh lá, mà thường thường khi vẽ, ví dụ như là ở trên này mình thấy trên cái phần có xíu xanh lá ở trên cái phần cánh của cái hoa hướng dương, thì mình sẽ lấy màu vàng nè, pha xanh dương thì nó sẽ ra màu xanh lá đẹp hơn. Và sau đó mình sẽ nhấn một vài chỗ, giống như là cái hoa hướng dương nó vàng nhạt thì mình có thể tăng cái nền đậm, ví dụ phía sau cái nền á. Nó có những cái lá ở phía xa, thì thường thường cái lá màu xanh có thể là xanh lá mà xanh rêu nè. Thì cái bài này mình sẽ không dùng màu xanh lá tươi, mình chuyển cái màu rêu á, thì cảm giác nó nhìn nó một chút xíu gì đó nó buồn mang mát, thì nhìn cái tranh nó sẽ thú vị hơn là mình dùng màu tươi ha. Và khi mình vẽ cái đặc điểm mình tăng cái nền cho mình để ý nè, mình cũng vẽ ướt trên ướt luôn. Và mình nhớ chuẩn bị khăn giấy nha, để khi mình vẽ mà lỡ cho cái nền mình vẽ lỡ lên cái hoa thì mình lấy khăn giấy mình chậm nó liền để cho cái hoa được sạch. Tại vì nếu mà cái hoa bị dơ thì xíu mình đi màu vàng lên, cái màu vàng nó sẽ bị dơ và cảm giác cái hoa nó không được tươi thì nó sẽ không đẹp. Ví dụ như ở cái bài đầu tiên mình vẽ cái hoa nó hơi bị héo thì màu nó có thể xinh xỉn xíu cũng được, nhưng mà ở đây cái hoa nó tươi thì mình cần phải đi cái màu nó tươi để cho nó đẹp hơn. Và khi mình tăng lớp nền lên thì mình để ý nè, cái nền nó ướt thì khi mình vẽ một cái lớp màu xanh nhạt thì lúc cái nền cái họa sắc còn ướt mình sẽ tăng thêm một lớp đậm hơn xíu. Tức là một khu vực khi mình vẽ một bất kỳ kẻ chỗ nào thì nó có ít nhất là 3 độ đậm nhạt để mình thấy được cái độ sâu của cái nền. Và cái đặc điểm của màu nước khi vẽ là mình một chút thấy đậm, mà khi khô nó sẽ nhạt hơn xíu, cho nên mình có thể vẽ dư một xíu để cho cái khi mà khô cái màu được sắc nét hơn. Và khi vẽ thì mình có thể dùng các kỹ thuật như vẫy cọ, búng cọ đó, dập nhát tạo cái nền nó sẽ thú vị hơn là mình chỉ dùng nét cọ vẽ nha. Và cứ như vậy thì mình cứ tăng cái độ đậm nhạt của cái nền nó lên đậm lên ha. Nhưng mà mình nhớ là càng ra phía xa thì cái đậm nhạt nó sẽ càng mờ dần, giống như trong cái này thì mình chỉ chọn hai cái hoa chính gần nó rõ nhất thôi, cái hoa bên trái mọi người. Còn những cái xa thì mình cũng vẽ nhưng mà cái chi tiết nó sẽ không rõ, tại vì nguyên tắc khi vẽ mình cái gì ở xa mình sẽ làm cho nó mờ và ở gần nó sẽ rõ, thì nhìn có xa gần thì nhìn cái tranh nó sẽ có không gian, nó sẽ đẹp hơn làm thay vì mình vẽ cái gì cũng rõ. Đặc biệt ở trong cái phần cái nhụy thì mình sẽ dùng cái đầu cọ nha, và mình sẽ cho chấm màu lên. Và khi mình vẽ mình cũng hay nhấn cái cánh hoa đó, thì trên mỗi cánh hoa mà để cho cái hoa nhìn nó trong trẻo á, nếu mọi người quan sát kỹ thì mình sẽ chừa một chút xíu trắng vào giấy. Tức là mỗi cánh hoa nha, mình có thể chừa bên
bên sáng á, bên sáng có thể là bên trái hoặc bên phải do ánh sáng mọi người chọn thôi. Thì mình chờ mỗi cái hoa một xíu trắng, thì khi mà mình tăng cái độ đậm nhạt lên thì cái hoa nhìn rất là trong. Mọi người để ý cái việc đó nha. Cái hoa này thì khi mình vẽ thì cái hoa cái cánh hoa nó hơi lật phía dưới mọi người, nên những cái cánh hoa phía trên mình sẽ chừa trắng luôn, thì mình cảm thấy còn những cái cánh hoa phía nộp một nửa phía dưới mình sẽ phủ hết một lớp màu vàng luôn, có thể mình đi một lớp màu vàng đậm luôn nha, tại phần dưới nó tối mà, thì mình cứ phủ vào một lớp màu vàng. Rồi xong cái phần nhụy á, mình sẽ lấy màu đỏ nè, mình pha xíu nâu và vô xíu vàng vô, thì mình sẽ đi phần nhụy cho tối lên. Trong khi chờ cái phần nhụy nó hơi khô khô xíu để mình đi cái lớp tiếp theo, thì mình sẽ vẽ cái phần nền xung quanh cái hoa đó. Và đây mình cũng phủ một lớp màu xanh nhẹ, giống như xanh trời cho trời đó, và xíu xanh, xanh rêu của lá lá, như là mình nhấn một vài chỗ đậm để tạo cái độ xa gần của cái background. Và nhớ là khi mình nhấn đậm nhạt thì mình cũng nhấn một vài chỗ thôi chứ không có vẽ đều hết á. Và khi mà mình vẽ thì mình để ý nè, mình thấy mọi người thấy là cái mặt giấy nó ướt á, thì khi mình đặt cái cọ vô cái giấy nó nước màu nó cộng với nước và mặt giấy đó, nó cái vân giấy nó mịn, cái nó loang ra, nó tạo cái hiệu ứng rất là đẹp cho bức tranh. Rồi lỡ mà chỗ nào mình thấy đi lỡ nó lem vô cái hoa mình lúc nó còn ướt á, mình nhớ lấy giấy mình chậm nó liền nha, hay không thì chút xíu nó lem vô nó làm cho cái hoa bị dơ, nó sẽ không đẹp. Mọi người lưu ý là trong màu tối thì màu tối nó khác với màu dơ nha. Màu tối tức là nhìn cái màu nó vẫn trong trẻo, mình nằm trong tối thôi. Còn cái màu dơ tức là màu nó lẫn với màu nền và nhìn cảm giác cái màu nó không được tươi. Thì khi đó mà nếu mình để luôn thì chút xíu cái hoa mình sẽ bị lem và nó sẽ không đẹp. Và nếu mình để ý kỹ tiếp theo vào chỗ mình vẽ thì cái nền mình hay vẫn vẽ một xíu vàng, cảm giác nó loang ra cái hoa. Và khi mình nhấn đậm nhạt lên thì nhìn cái hoa sắc, cảm giác là cái hoa nó nhìn nó nhẹ nhàng mà cảm giác nó mờ mờ ảo ảo, rất là đẹp. Mình để ý việc này nhé. Khi cái tiếp theo thì mình sẽ vẽ tiếp cái hoa cho cái bên luôn nha. Thì từ từ khi mình vẽ thì mình sẽ không tập trung vẽ một hoa, mà có thể là mình vẽ chỗ này chỗ kia. Thì nếu mà mình lúc cái trong cái tranh á, thế là mình đi màu vàng thì mình xem chỗ nào có màu vàng mình đi hết màu vàng. Và tới cái hoa chính mà mọi người thấy mình vẽ rất kỹ, từng cánh hoa mình chừa cái trắng rất là nhiều để tạo cái độ trong. Những cái hoa kia phụ thì mình chừa ít, nhưng đến cái hoa này mình chừa rất là nhiều. Tại vì giống như cái hoa này là chính thì mình sẽ phải kỹ hơn. Và sau đó mình sẽ quay lại cái hoa kia, cái hoa đầu tiên mình vẽ thì nó vừa khô, mình sẽ phủ thêm một lớp đậm hơn chút nữa. Nhưng mà khi mình tăng đậm thì vẫn chừa một chút xíu cái lớp màu hồi nãy mà mình vừa vẽ nha, chừa một xíu thôi để tạo ra cái hoặc là mình thấy cái gọn mình hòa nhẹ ra cho nó cái màu nó loang ra, nhìn cái hoa nó sẽ mềm mại hơn là mình để cái nét cỏ. Thường khi mình vẽ mà cái hoa mình không mềm mại, lý do là khi mình đặt cái màu vô cái mình không có làm thêm động tác tiếp theo, là mình làm cho cái màu nó nhòe ra. Nhòe ra cách mình rửa, mình lấy cọ mình chấm xíu nước đặt vô thì ranh giới giữa hai cái màu mới một cũ nó sẽ hòa vào nhau, thì cái nhìn cái màu sẽ đẹp hơn là mình để mọi người để nguyên nha.
và sau đó mình có thể nhấn nhá thêm một vài cái cánh hoa giữa cái hoa này với hoa kia, mình tăng đậm nhạt lên xíu thì khi đó nó cái hoa sẽ tách ra. Và nhớ là cái hoa phía trên mình sẽ phải đậm, còn cái hoa dưới mình sẽ phải nhạt thôi. Và sau đó thì mình sẽ tăng cái phần nhụy của cái hoa nó đậm xíu. Thì mình sẽ dùng cái đầu cọ nha, pha xíu màu nâu, xíu xanh dương, và cái cọ mà có thể làm cho cọ nó tưa ra để khi mình chấm nó sẽ tạo một lúc nó có nhiều cái nét cọ thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn, nó tạo được cái hạt của hoa hướng dương và giúp cho mình vẽ nhanh hơn. Còn nếu mình dùng một đầu cọ mình vẽ cũng được mà nó sẽ rất là lâu, tại bức tranh mình vẽ khá to mọi người, nó lớn hơn A3 lực. Nếu mà dùng cọ nhỏ chấm chấm thì chắc chỉ cần chấm tới sáng, mà giờ gần sáng rồi, nhưng bây giờ mình vẽ nó cũng 12 giờ mấy rồi đó. Mình cứ tăng đậm dần lên nha. Và nhớ mình thấy ở phía giáp cái hoa sáng nó rất là đậm, và chuyển phía sau nó sẽ nhạt dần. Và sau đó mình sẽ nhấn theo và mình lấy một cái màu đậm nhẹ nhẹ, mình nhấn từ cái cánh hoa cho nó tách ra giữa cái cánh hoa và cái phần phần hạt của cái hoa dương phía trong, để tạo cái độ sâu cho bức tranh. Tức là càng vẽ về sau thì mình càng tăng đậm dần lên để cho cái hoa nó được đẹp và nó có cái độ xa gần. Và mình sẽ dùng cái màu đậm những cái hoa gần cho nó tách ra. Tức là mình vẽ, mình hay nói là cái ranh giới sáng tối á, mình nhấn mạnh lên thì nhìn cái hoa sẽ trong. Rồi qua tiếp theo cái hoa chính thì mình cũng sẽ làm như vậy rồi. Mình sẽ để cái mặt giấy nó gần khô khi mình chấm màu lên nó sẽ loang rất là ít và nhìn nó sẽ cái độ đậm nó vẫn giữ được. Còn nếu cái mặt giấy nó rất là ướt thì khi mình chấm lên cái màu đậm nó sẽ lem ra và nó cái màu đậm nó lem ra một chuyện thôi, mà có thể nó lem vào những chỗ khác thì là làm cho cái nét cọ mình không ưng ý. Nên khi mình chờ cái mặt giấy nó gần khô thì mình chấm vô thì màu nó sẽ loang rất là ít. Thì cái đó những cái hạt của hoa dương mình vẽ nó sẽ tự nhiên hơn là mình để ướt không, mình để nó rất ướt mà mình vẽ nó sẽ đẹp mà. Gần khô giống như cái hạt thì nó có hai phần, một cái nó ở trong nó khô rồi và ở ngoài thì nó còn tươi á, thì ở ngoài mình sẽ dùng vàng cam và mình tăng đậm lên. Và khi mình thấy mọi người để ý là mình dùng cái đầu cọ mình vẽ nè, thì khi mình vẽ mình vẫn trường xíu trắng để tạo cảm giác như là cái hạt của hoa dương nó có cái hoa tươi, hoa khô và có những chỗ sáng, thì nhìn cái phần nhụy phía trong nó sẽ đẹp hơn, cảm giác nó có ánh sáng. Cho nên mình khi mình vẽ mình nhớ là đặc điểm của vẽ không nữa, mình nhớ chừa xíu trắng của giấy thì cái tranh mình sẽ trong trẻo và nó sẽ đẹp nhẹ nhàng hơn. Và mình cứ chấm nha, chấm khi nào mỏi tay thì thôi. Khi nào mỏi tay thì mình thấy nó xong rồi. Chắc đếm lên đây hàng này, chắc hạt này trồng có vườn luôn rồi, rất là nhiều hạt. Và sau đó mình sẽ nhấn xung quanh cái cánh hoa nha, cho nó tách lên, cho nó tách ra. Và thường thường mọi người khi mình vẽ mình thấy, mọi người thấy là mình nhấn lên xong cái mình có động tác mà lấy tay mình quẹt cái. Lý do mình dùng cái tay tức là mình sẽ làm cho cái đuôi phía sau của màu nó nhòe đi, tại ở gần nó rõ sao nó nhòe mà, thì dùng tay mình đặt nhẹ vô thì cái màu nó sẽ nhòe ra, nó sẽ hòa vô cái lớp màu cũ, nó sẽ tự nhiên hơn. Còn nếu mình để á thì dẫn đến việc là cái màu nó khô thì nó tạo sự tách biệt giữa hai màu. Mà khi mình vẽ mà nhìn vô cái màu nó chuyển đậm nhạt hoặc là nó hòa vô nhau thì nhìn bức tranh nó mềm mại và nhẹ nhàng hơn, là mình để cái nét nó rõ như vậy nó sẽ không đẹp hơn.
Và cứ như vậy mình sẽ tăng thêm lên tiếp một cái độ đậm tiếp theo nha, là nó hơi nâu đen á. Hơi nâu đen thì mình tạo cái cảm giác cho cái phần trong cái có nhiều hạt của nó, giống như là cái hạt nó bị già đi, còn ngoài cái hạt còn nó chưa còn, nó còn tươi hơn á. Và khi chấm mình cũng nhớ là mình chừa một xíu đậm xíu nhạt nha, để nhìn cảm giác là cái phần nhị của hoa nó sẽ đẹp hả. Và mình chỉ vẽ kỹ những khu vực ở gần thôi, ở xa mình có thể mình phủ lớp màu đậm luôn. Đó, mình thấy mọi người thấy mình vẽ xung quanh đó. Mình sẽ không đi kỹ bằng phía ngoài, tại vì trong đó nó hơi xa. Ở ngoài mình sẽ tả kỹ hơn, nó sắc nét hơn. Ở trong sẽ nhòe đi, nó sẽ đẹp hơn. Và ở ngoài cũng vậy nữa, mình sẽ tăng thêm một lớp đậm nữa để tạo độ cong cho cái phần nhị hoa phía trong đó. Và vừa vẽ tăng phần hạt thì mình có thể nhấn nhá thêm một vài chỗ của cái cánh hoa cho nó tạo cái tách biệt đó. Nhấn lên nó có chỗ đậm chỗ nhạt thì cái nhìn cái hoa nó sẽ sinh động hơn. Và lúc đó cái trắng mình chừa lên cái hoa nó sẽ nổi lên và giúp cho cái hoa chính nó sẽ rõ và nó đẹp hơn những hoa ở xa. Và cứ như vậy thì mình cứ vẽ, mình cứ nhấn nhá đậm nhạt cho đến khi nào mà cái hoa mình nó hoàn thiện và nó rõ ràng, nó tách từng cánh hoa ra. Và đến cái giai đoạn vẽ chi tiết thì mọi người bạn nhớ mình đi cái nét cọ nó sắc nét lên nha. Và mình nhấn thì khi nhấn mình cũng nhìn thấy là mình chỉ nhấn một bên. Và khi mình nhấn mình cũng có cái việc lưu ý là mình nhấn nhìn cái nét cỏ đua nó vẫn tự nhiên mà không bị tách ra, cái độ đậm vừa đủ để mình làm cho cái hoa nó nổi bật lên chứ đừng có làm quá đậm nha. Đây là cái hoa mình zoom nó gần lại mình thấy nè, từ cái hoa nó nhìn nó rất mềm mại và nó rõ ràng, nó sắc nét nha. Đến cái giai đoạn cuối cùng là mình để cho cái nền nó được có cái nắng thì mình sẽ vẽ thêm một lớp vàng nhẹ lên cái nền đấy để cho cái tranh mình cảm giác nó sẽ lung linh hơn. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng cọ mình vẩy màu lên, và sau đó mình lấy cái bình xịt đó mình phun một lớp nước nhẹ ra thì nó hòa ra. Và có thể là mình tăng thêm vài chỗ màu vàng cho nó đậm, nó sắc nét hơn. Và khi mình tô cái đó thì cái hoa cái nền đó, mình sẽ tô chút vàng vô để tạo cảm giác như nó hòa với nhau. Hoặc là chỗ nào nó hơi màu nó hơi quá thì mình lấy khăn giấy mình lấy màu ra nha. Đó, mình để ý là mình sẽ tăng một vài xíu cái vàng xung quanh cái nền đó. Hoặc là có cái nắng len qua thì mình dùng cái brush cọ, cái cọ mình vẽ tạo những cái nét cọ nó đi, nó giống như nó xuyên qua cái nền đó. Thì nhìn được cái tranh nó cảm giác nó sẽ đẹp hơn ha. Và những trường hợp này làm khi mà cái mặt giấy của mình nó còn sáng nha mọi người, cái nền nó không quá đậm. Chứ còn đậm quá thì mình đi màu vàng lên nó không có tác dụng gì hết. Mà khi giống như mình để cái phần trên, cái background trên của mình nó còn vẫn còn vàng nhẹ, nó còn màu trắng nhẹ, thì khi mình đi màu vàng lên thì nó vẫn còn thấy màu vàng. Chứ nếu mà màu đậm quá thì mình sẽ không thấy.
cứ phủ lên thì nó tạo cái hòa sắc bức tranh nó là đẹp. Mọi người có thể thử nha. Và clip của mình đã bức tranh mình đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Mọi người nhớ like, share, subscribe cũng như là có các bình luận góp ý cho mình để cho cái kênh mình ngày càng hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip và hãy chờ những clip tiếp theo của mình nhé.